Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải trả lại 10 kg vàng tịch thu sai. Đây là số vàng mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tịch thu của ông Phạm Duy Hiếu sau khi xử phạt ông kinh doanh hàng hóa nhập lậu nhưng bị tòa xác định phạt không đúng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định buộc thi hành án hành chính của ông Phạm Duy Hiếu đối với bản án hành chính phúc thẩm mà ông đã thắng kiện Ủy ban nhân dân thành phố. Trước đó, ngày 9 tháng 5 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Duy Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý AP về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10 kg vàng. Quyết định này được đưa ra sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính từ việc phát hiện 10 kg vàng do ông Hiếu đang vận chuyển với lý do số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất. Ngay lập tức, ông Hiếu khởi kiện. Theo ông Hiếu, số vàng đó không phải của công ty ông đang kinh doanh mà là tài sản riêng của gia đình do mẹ vợ tặng làm của hồi môn khi vợ chồng ông kết hôn năm 2008. Hơn nữa, số vàng này chưa được mua bán trao đổi. Cũng theo ông Hiếu, quyết định xử phạt của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dựa vào báo cáo của công an thành phố cho rằng số vàng này là kinh doanh nhập lậu. Giám định cho thấy số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất là không có căn cứ. Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu tòa hủy quyết định nói trên, trả lại vàng. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 26 tháng 1 năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kiện của ông Hiếu. Tuy vậy, cuối năm 2016, trong phiên xử phúc thẩm, hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, ông Hiếu thắng kiện. Ngay sau đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn gửi Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án. Tuy nhiên, cho đến thời điểm ông Hiếu đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh buộc Ủy ban Nhân dân thành phố thi hành án thì vẫn chưa có quyết định xem xét giám đốc thẩm đối với bản án hoặc yêu cầu hoãn thi hành bản án. Trong khi đó, theo quy định, sau khi hết thời hạn tự nguyện mà người phải thi hành án không thi hành án thì người được thi hành án có quyền đề nghị tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành án.